Chấp nhận là một số người họ có khiếu hài hước đó, nhưng mà cái khiếu đó của họ rất là biết cách làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Mình từng bị rồi, và mình phải thốt lên là: ủa, hài hước chỗ nào? Vô duyên thì có. Chào các bạn, mình là Kiki Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Mình đã từng làm một video, đó là làm thế nào để bớt nhẹ. Trong video đó thì mình có nói là người thông minh chưa chắc sẽ hài hước, và người hài hước cũng chưa chắc sẽ thông minh. Và mình có hứa là mình sẽ nói rõ hơn cái lý do ở một video tiếp theo. Và đó sẽ là video này. Và nội dung của video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người 4 kiểu hài hước chính được nghiên cứu bởi nhà tâm lý học là Rob Martin và đồng nghiệp của ông. Đồng thời mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn về một cái trải nghiệm có phần khó chịu của bản thân về kiểu người sở hữu một trong những kiểu hài hước kể trên. Không phải tự nhiên mà có IQ, chỉ số thông minh, và EQ, trí tuệ cảm xúc đâu. Người thông minh chưa chắc sẽ hài hước, và người hài hước cũng chưa chắc sẽ thông minh. Nó còn tùy thuộc vào kiểu hài hước nữa. Nếu mà tạm cho hài hước là cách tạo ra tiếng cười thì ok. Chấp nhận là một số người họ có khiếu hài hước đó, nhưng mà cái khiếu đó của họ rất là biết cách làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Mình từng bị rồi, và mình phải thốt lên là: ủa, hài hước chỗ nào? Vô duyên thì có. Thôi, hạ quả lại. Giới thiệu trước với mọi người 4 kiểu hài hước ha. Kiểu đầu tiên, affiliative humor, hài hước kết nối, như tên gọi của nó cũng đã nói lên rồi. Thì kiểu hài hước này á, với mục đích là kết nối mọi người lại với nhau, tạo ra một bầu không khí thoải mái. Và những cái câu chuyện của cái kiểu hài hước này á, thường mang tính chất là không công kích cá nhân bất kỳ ai cả. Kiểu thứ hai á, đó sẽ là hài hước tự cường, self-enhancing humor. Những người có khiếu hài hước này á, thường sẽ nhìn vào mặt tốt, mặt tích cực, mặt vui vẻ của một sự việc, nhằm khích lệ, tạo động lực để bản thân có thể vượt qua. Kiểu thứ ba, self-defeating humor, hài hước tự hạ thấp bản thân. Nghe tên thì cũng thấy kiểu hài hước này nó sao sao rồi đúng không? Người có khiếu hài hước này á, thường sẽ tìm sự công nhận của mọi người xung quanh bằng cách á, là lấy mình ra làm trò đùa. Tự hạ thấp bản thân mình, có thể là theo chiều hướng tích cực để mà mua vui cho người khác. Khi đó thì họ sẽ cười hùa theo những người xung quanh, cho dù trong lòng có thật sự cảm thấy không thoải mái đi chăng nữa. Xét theo tâm lý học thì đây là một hình thức hài hước không lành mạnh. Những người này thường dùng kiểu hài hước tự hạ thấp bản thân để mà che giấu cảm xúc thật sự trong mình. Mình nghĩ á, là cả mình và bạn đều đã gặp qua kiểu người này, hoặc là thậm chí chúng ta đều đã có lúc dùng tới kiểu hài hước này. Miễn là đừng lạm dụng. Nếu mà gặp một người á, họ thường xuyên dùng kiểu hài hước tự hạ thấp bản thân để mà kiếm đề tài trò chuyện trong một nhóm á, nếu mà bạn thực sự quan tâm tới họ, hãy kiếm dịp ngồi xuống nói chuyện với họ. Tụi tôi công nhận sự có mặt của bạn. Tụi tôi coi bạn là bạn, nên bạn không cần lúc nào cũng phải hạ thấp bản thân mình như vậy. Hoặc là bất kỳ một cái thông điệp tích cực nào mà bạn nghĩ ra và muốn nói cho họ nghe. Một điều đáng lưu ý nữa, đó là về lâu về dài, kiểu hài hước tự hạ thấp bản thân này sẽ có tác động tiêu cực về mặt tâm lý. Và kiểu hài hước cuối cùng, hài hước công kích, aggressive humor. Đây là kiểu hài hước mà mình có nhiều điều muốn nói nè mọi người. Chắc là mình sẽ xin chia sẻ cái trải nghiệm cá nhân trước rồi mới định nghĩa sau ha. Trước thì lớp mình có một người bạn tên là Toàn. Những nhân vật trong câu chuyện là mình đã đổi tên hết rồi nha mọi người. Sao để mà chia sẻ một cách nó không bị tiêu cực quá ta? Toàn là một người rất là muốn tìm sự chú ý từ đám đông, cho dù đó là sự chú ý tiêu cực, mà rất là khôn nha. Sự chú ý tiêu cực là toàn lấy của những người xung quanh làm chất liệu gây cười, chứ tự nhiên không phải xuất phát từ bản thân. Bạn đó nói chuyện nhiều câu rất là khiếm nhã và thật sự là vô duyên luôn. Mình nhớ là trong lớp dạo đó có một cái cặp kia, trước là họ cũng là một đôi bạn khá là thân ấy, một bạn tên Mai, một bạn tên Mơ. Thì dạo đó tự nhiên giận nhau, cãi nhau lớn tiếng lắm kìa.
căng tới nỗi mà cả hai không nhìn mặt nhau luôn. Rồi khi mà cả hai đang căng như vậy, thằng cha Toàn kiểu cứ ghẹo con người ta: "Mai, qua đây ngồi nè, ngồi chung với Mơ, đôi bạn cùng tiếng nè." Rồi khi mà gặp Mai thì cứ gọi con người ta là Mơ, rồi khi gặp Mơ thì cứ gọi là Mai. Rất là thiếu tinh tế luôn. Hai bạn kia thì cũng không có hài lòng gì rồi, kiểu bị xịt keo luôn rồi. Có chửi thì cũng đã chửi rồi, nhưng mà thằng cha Toàn tính nào tật nấy, không đổi là không đổi. Rồi thì trong lớp học nào cũng sẽ có những cái thành phần, những người bạn hướng nội, đúng không? Thì các bạn ấy sẽ có những cái vùng thoải mái riêng của các bạn. Thằng cha Toàn nó không quan tâm tới cái điều đó, nó cứ sấn tới, nó cứ trêu ghẹo, nói những cái câu xàm xàm gì đâu không à. Con người ta thì khó chịu ra mặt luôn, mà thằng cha này đâu có quan tâm, mục đích chắc là cũng không có mấy tốt đẹp rồi. Thấy con người ta càng khó chịu thì ổng chắc là càng là thú vui sở thích của ổng hay sao á. Và Toàn cũng làm những cái điều tương tự đối với những bạn thuộc LGBT trong lớp nữa. Và đỉnh điểm là mình cũng bị đem ra làm một trong những trò đùa của bạn đó luôn. Thì mình tại vì trong clip nên mình xưng hô là bạn, để coi như có một cái sự tôn trọng đối với người xem của mình luôn đi ha. Thì cuộc đời mình dạo đó thì mình cực kỳ ghét cắt tóc luôn, tại vì tóc của mình vốn ít á. Đó, rồi hôm đó đi cắt tóc, gặp chú cắt tóc, hôm đó có chuyện gì buồn hay sao á, mạnh tay hơn bình thường, cắt sát hơn bình thường. Mà kiểu đó đâu có thể là xin mẹ là: "Mẹ ơi, tóc con xấu quá, con có thể nào ngồi ở nhà đợi đến lúc tóc dài rồi hãy đi học để con tự tin được không?" Đâu có thể có vụ đó, cho dù mình mở miệng thì chắc chắn là phụ huynh 100% cũng sẽ không cho. No way. Thế rồi mình cũng đành vác cái đầu đó đi học. Và đáng lẽ mình cũng sẽ không quá là để ý đâu, cho đến khi mình được mời lên bảng để làm bài. Thì lúc đó khi mà đang lên bảng làm bài thì mình nghe được ở ở phía sau á có giọng nói xì xì xầm xầm, giọng của bạn Toàn. Ngồi ở bàn 4, bàn 5 thôi, mình có thể nghe được những gì bạn đó nói. Bạn đó lấy cái đầu của mình, lấy kiểu tóc của mình ra làm tâm điểm để mà mua vui cho lớp. Thật sự thì lúc đó mình tự ti kinh khủng luôn. Mình chỉ muốn kiếm một cái hố nào đó để mình chui xuống thôi. Cái tay mình cầm viên phấn lúc đó mọi người, mình như kiểu là mình không còn lực luôn. Nhưng mà cũng phải ráng làm cho xong để mà xuống. Tại vì á, đó là cách duy nhất có thể giúp mình thoát khỏi cái hoàn cảnh lúc đó thôi. Ở cái hoàn cảnh đó thì có ai khác có thể giúp được mình ngoại trừ chính bản thân mình chứ, đúng không? Nên là cũng phải ráng làm bài, hoàn thành xong thì mới có thể đi xuống được. Toàn là điển hình của kiểu là hài hước công kích, aggressive humor. Người có kiểu hài hước này á thường dùng sự hài hước của bản thân để mà chế giễu nè, hạ thấp nè, thao túng người khác. Họ thích nói đùa về phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, và họ không quan tâm những điều họ nói á có đang làm tổn thương người khác hay không. Chế giễu người khác là cách họ dùng để nâng cao lòng tự trọng của bản thân. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người sở hữu khiếu hài hước này á thường sẽ hung hãn nè, và không nhạy cảm với người khác nữa. Như ở trên mình đã nói, hãy hài hước nhưng mà đừng vô duyên. Nếu mà cảm thấy không nói được gì tử tế thì hãy câm cái miệng lại. Xin lỗi vì mình hơi gắt. Ok, đó là những kiểu hài hước chính. Và mình cũng có để cái link bài trắc nghiệm Humor Style Questionnaire ở phía dưới cho bạn nào thật sự muốn quan tâm xem là mình thuộc kiểu hài hước nào nhé. Nếu mà hài hước công kích, aggressive humor có phần nhỉnh hơn những phần khác đó, thì bạn hãy xem lại chính bản thân bạn. Có thể là bạn không cố ý, nhưng bạn thật sự đã làm tổn thương những người xung quanh của mình đó. Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem hết chiếc video này của mình và đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.